Ngoan lắm đó, ăn hết dĩa rồi đó không? Nè, nó thèm lắm á thầy ơi, cái bún Ăn xào của thầy ngon lắm mà nó thèm lắm á. dĩa bún rồi đó. Tối á, là đắp mền nha. Thôi hai con cũng tội. Rồi bứt hết rồi ta cho con chó cái ra sao nó tội nó đi cuột hoài. Nuôi mà cuột nó hoài cũng tội nghiệp nó. Chứ sao? Con sợ nó chui ra hầm ấy chứ. Không, bứt hết rồi. Biết chưa? Sáng giờ do ông ba không bứt hết trơn rồi. Nghe hả? Chứ Chứ sợ nó nó chui chui hầm nó xé và cái... nó sẽ nát cái chết dở. Bứt Còn hết cái rồi. thằng Hải nó chưa làm cái ống bên kia mà phải Ngày trước trời lạnh đâu ra gấp đó, càng không? nóng lắm Không, không, nó làm xong con phải trả nó 3.000 ấy chứ. Con nợ nó 3.000 thầy biết không? Con còn nợ nó 3.000, 7.000 thì con nợ nó 3.000 á. Trả mới có 4.000 kệ thôi. chừng nào làm Thì cũng nó hết. làm, vâng, thì không thì mình không gấp. Nếu mà bây giờ theo đường này suy nghĩ á, không cần kéo lên lầu nữa. Thì nếu cancel được 1.500.000 cancel đi cho Không, nó. không có. Con làm xong hết tất cả rồi. Thôi sao, con không muốn thay đổi nữa thầy. Bởi vì bây Thầy giờ thì ông á, khi mà làm gì mới thấy nó ngán rồi nó chạy cả một cái nhà, một cái gọi là một cái biệt thự rồi, rồi điện ngán lắm. không, mình cúp cái nào mình không sao mình cúp. Không có cũng vậy à, Không, nó cúp. không biết rồi nhưng mà nó không bao nhiêu hết trơn á, tại đằng này tầng xài quá lạnh mà, Thôi không bởi sao vì thầy, cái không ống nó sao. bự, cái ống nó tờ hòa vậy. Hỏi ông chỉ cúp được á là khi mình đè nó xuống, nhưng mà nó vậy có cái hơi nó thoát nhẹ nhẹ lên, nó nghĩa là nó không có Nhiều nó rồi. nóng nhiều thôi. Nhưng mà bây giờ thành ra mấy bữa nay á, bắt đầu bị ngán, không dám xài hồi lạnh mấy nay mà cái ống xài đâu. Tội nghiệp nhỏ này nó lạnh nữa, điều nó kêu hứ hứ rồi phải xuống đắp mền cho nó nè. Thì thầy 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 hít nhỏ đi, Thì sao hết nhỏ hít chứ. nhỏ đi, hít nhỏ đi, ra xe vòng nào đi Chứ đẩy đi. bây giờ từ đây sao là coi như một mình, hỏi một mình mà bắt nó chạy hết cả một cái khuôn viên vậy sao trả điện nổi. Trời lạnh cũng như trời nóng. Nó thành ra cho nên nhiều khi mình tính dạ ra no. Cái là thầy đại khái như vậy chứ thầy để nó thầy cho mướn thằng kia nó xài điện cũng vậy, cái điện kia chạy nặng Thì bây nhiều giờ hơn còn phòng đó coi ai thuê thì cho có ai thuê. thuê hai phòng thì thẻ nguyên trí rồi thầy thấy không, Nhưng nó mà không mới chứ có người thuê chứ. có người thuê, có người thuê, nhưng mà thầy về xong đi chứ. Giờ thầy dọn xong chưa cái phòng đó, thầy dọn xong chưa? Thì cài dọn liền, dọn gần xong rồi nhưng mà Đợi còn thầy mấy chứ cái đầu làm lưu cho tinh ta đấy thì con kiếm nào vừa bỏ tiết thì nó chưa có bỏ, có thầy mấy sẽ cái bỏ tiếp đồ bỏ tiết để trong đó đó. chứ thầy còn trước con là đẻ nữa hả? Ông thấy chỗ đâu giờ ra để đầy vô trong Trời ơi, cái gì kinh quá. cái tủ. À, để con coi cái nhà bên kia, cái kho bên kia đó có được cả thầy chụp có đó nghe Chưa, cái đó có kêu từ từ làm đó. không thì cũng có nhưng mà nó không còn gì. Nó còn thí dụ như mấy cái cà ràng, mấy cái xoát, cái nọt, cái to nọ bự để hấp bánh Đó rồi nữa đó thì để bên đó hết, không ai lấy của thầy đâu, để con coi con đó, để con chưa thì con chưa ai mai. ở rồi để nó tính ra. Ông nghĩ bây giờ á, cái một hai ba bốn rồi năm, tính năm sáu Nó lại đâu? Đâu gì dữ vậy? tủ lạnh. Thì hai cái tủ nhỏ rồi hai cái tủ lớn là bốn, Hai còn cái tủ nhỏ là tủ chỉ có một xài một cái, với cái thầy cái trên cái này có xài làm gì? Để con lấy con bật điện luôn đông. à? Chứ giờ không bạc thì để nó hư không? Không, đâu có hư Rút đâu. ra Vâng, rút ra. Thầy có hả? để gì đó, tao có ăn gì uống ở đó Thời lạnh đâu. rồi chết rồi, để nước mà đâu có uống đâu. Là thấy bồ. Lại gì còn uống gì nữa, thôi thầy cúp ra đi. Tại thầy ngang thầy cúp ra đi. Còn về dưới Rút. này bắt buộc phải để cho nó xài rồi. Vâng. Vậy, còn cái tủ kia đâu? Tôi Cái kia là tủ trắng. đem vô phòng đó rồi. Tủ trắng ông Thanh lấy rồi. À, thế tủ trắng bự đây, còn cái tủ nhỏ nó lại đâu vậy? Thì đó là đây đem vô À, phòng bỏ đó đi, rồi. bằng người cúp ra, không có xài gì cả. Nghe thì cúp hết, nghe, trừ một cái tủ lạnh Trời nữa ơi, thôi. bây giờ thấy sợ cho đi đâu tắt điện đó, cho nên sáu cái đèn này cũng ngán, nhưng mà không lấy đèn này bao nhiêu điện. Nói chứ khi mình Trả làm đèn ở chủ ngoài rồi đi mới thấy nó mà ngán. đêm Họ không hình không trả, nó không để ý nha. Trả rồi mới thấy nó ngán đời làm sao mà trời xưa này không có sao, thầy vấn đề tâm tâm thầy bình để thì an đấy biết rồi nhưng chứ mà không có không, ỷ lại cái gì và hà tiện được mà hà không ỷ tiện, lại gì cả, thầy cố chứ gắng đồ thôi. mà không xài, dù như không xài thì cũng không được. Nhưng mà cái mình hơi ngán. Thì hồi xưa thì cái ga đó thì nó rẻ hơn một chút. Nhưng hồi trước hồi đó lúc đó nếu mà thầy còn mình còn xài ga đó thì cái mùa này bắt đầu xài ga rồi nè. Dạ. Nó máy Nó lạnh thì rẻ máy hết hơn, nó rẻ ga. hơn. Nhưng bây giờ mà học máy này thì không dám bật.
khi nào lạnh quá và cái máy nhỏ thôi. Đợi mà chưa bật cái rồi trong phòng đang ngủ á, thì để cái máy nhỏ, có hai cái máy nhỏ mà. Máy nhỏ nhiều lắm nhưng mà không có cũng không cũng khi nào cần mới bật chứ không dám bật nữa. Máy nó đang hút điện dữ lắm á. Nó cũng hút điện này. Chạy hết rồi hút điện rồi. Chịu. Nó nè, nó giờ nó lạnh nó đâu chịu nổi đâu. Con này nó khôn, nhiều cái con kia nó không biết, con kia chừng nào lạnh nó quá rung. Rung đắp mền mới chịu nằm yên, còn con này không có nghe. Hãy vừa lạnh cái là hứ là đắp mền. Ha cái mền đi đâu cũng ha mền theo. Chính nhờ cái chỗ này thầy nhờ Chris nó làm thêm cái cửa lưới ở ngoài á. Tại vì thầy cho mở cửa. Mấy trăm là... nữa. 200. Bởi vậy, giờ ông nghĩ coi, cái 200, 200, 200 mấy mà. Tại vì thầy cho mở cửa chỗ này gì. Rồi mới thầy mời nó mời vợ anh vào chơi. Đâu có đâu. Có, bùi mũi vô đó không thầy. Không có, từng sau là không còn mạng nào sống nổi. Từng sau nó xuống, nó xuống cỏ ba mấy độ, đâu có mạng nào sống nổi hết. Ông an tâm đi. Ráng chịu từng nữa đi. Hình như là thứ bảy hay chủ nhật gì từng sau là nó lạnh thấu đó, xương rồi. Chắc là mùa lạnh rồi nhưng mà thầy nên làm cái cửa lưới thầy mở ra thì nó tốt hơn. Là thầy để hỏng như vậy. Đủ thứ nó bay vô. Mũi mầm thì không phải mũi không nghe thầy. Còn ba con cào cào câu chấu thì nó bay vô ngày đó. Tại vì trong này nó ấm hơn. Nói gì nói nó ấm hơn ngoài đó. Đúng rồi, trong này ấm. Đó, nên mà nó ấm mà nó nhào vô liền đó. Nó nhào vô liền đó. Nên như vậy tốt hơn thầy 200 bạc thôi. Bây giờ thầy kiếm cái bảo nó kiếm cái đồ cũ á thì mua để sắp đâu thôi. 200 bạc. Nhưng mà thằng đó nó khi nó có sẵn đấy. Con này nó có sẵn đấy. Có lộn ráo rồi. Đúng rồi, hôm nay ổng tội nghiệp lắm. Mai là mỗi người tha lại đó chứ thôi. Ổng cũng tha nhiều lắm đó chứ đó. Ví dụ như cái máy cô quay của ổng tha về đó. Nè. Cũng tội chứ đó đâu. Giờ mua đó 100 mấy 200 á chứ. Rồi thương. Cái lót này nè. Tính đâu cũng đỡ mình một số tiền. Nó thương thầy lắm ấy. Tiền nó thương thầy. Rồi đó cũng nhờ tha về. Đó thì con hỏi thầy cái tình nghĩa như vậy là tại sao thầy nên không sống chết được cái gì nó cần nó giúp mình phải giúp nó ngay thầy thấy không đó nó kẹt là kẹt cái như vậy đó mà nghe giờ mình quay mặt sao mà nhiều người quay mặt được hả đời nó mới phải nó giúp dạc báo ơn đời giúp nhân báo oán đời có nhiều cái họ làm được cho họ nhẹ à, nhưng mà bởi vậy cho nên nó mới gọi là làm cái phước mới được làm người mà rồi rốt cuộc cái rồi ăn ở bất nhân sắc đức mất tình cho nên nó mất cái phước làm người đó. Tính ra đó nhưng mà đâu nghĩ cái ngồi suy nghĩ kỹ từ ngồi hết quán chiếu từ đông tây kim cổ có ai mà bất nghĩa bất nhân mà tồn tại đâu, chỉ như ai cũng chết hết á. Nhưng mà ý nó tồn tại là sống an lành, sống cho tới nó thoải mái cho tới ngày chết đâu có đâu. Không có người nào bất nghĩa, bất nhân mà được sống thoải mái đó. Biết bao nhiêu người đạp đổ, đạp bừa dư luận, đạp tình huynh đệ, đạp nghĩa kim bằng để dành cho mình để công danh sự nghiệp rồi cuối cùng thấy cũng tiêu tan hết trơn à. Trong giới thầy tu cũng vậy, thấy tại sao cho nên chư Phật chư Tổ dạy mình cũng phải nhớ cái tứ trọng ơn đó. Tứ trọng ơn đó. Mà đời con người nó kỳ lắm, con người chỉ thấy cái tức thời. Dạ. Chứ quên rằng mình tương lai rồi cũng chết. Mà làm sao mình chết cho an, chứ đâu phải đâu phải chết là hết hoàn toàn. Nó hết là nó hết một đời, hết một cái thân. Ngũ quẩn này chứ còn về cái không phải là nói cái cuộc sống nó đổi thay nó tiếp tục nó giống như nó trả xong nó gom lại nó tan rã nó gom lại một cái đời sống mới nhưng mà do cái phước báo do cái nghiệp lực của mình nếu mình tạo những cái điều lành thì những cái điều lành nó rắn chắc nó gom lại còn mình tạo ác nó mòn nó giống như đá mài dao đó. Nó mòn riết từ con người mà nó mất cái phước báo, mất kiếp con người, nó trở thành những cái hoàn cảnh khổ, những hoàn cảnh đau thương, là xấu xa, là cho tới thành con vật. Nói thì nhiều khi mình như hôm qua giảng là giảng bằng cái tâm, chứ tôi không thấy tôi đâu có gì ngã mạn đâu. Nhưng mà vẫn có người ta phê bình, thầy giảng sao thầy nói gì đó, đề cao thầy quá.
ví dụ vậy. Nhưng mà thật sự tôi cũng không bao giờ thầy bài giảng ngày hôm qua đó, thầy lúc thầy ngồi đây giảng hay thầy vô trong lúc ngồi đây giảng đó, thế hả? Không thì thế gian mà cái gì hồi đó cũng được, nhưng mà ý mình nói á, thật sự tôi không có đề cao tôi, tâm tôi không có nghĩ điều đó, mà giống như tôi nghĩ rằng là mình nói những cái thật sự cuộc sống của mình đã từng trải nghiệm, được cái gì, mất cái gì, để làm cái minh chứng. Cái thật sự tôi đâu có đề cao, nhưng mà thế gian mà hơn đâu ai nói gì cũng được, kệ mẹ nó đó. Tôi thường xin nói danh từ đó. Ông nhớ rằng bây giờ á, nếu như ngày nay Đức Thế Tôn còn tại thế thì vẫn có người phê bình chỉ trích nhiều hơn ngày xưa nữa. Ngày xưa đó, đạt ngày xưa còn như vậy là nó chưa có văn minh, nó chưa có báo đài, nó chưa có mạng mọc, nó chưa có internet. Còn nếu ngày nay coi, không chuyện nó lâu ra cũng cỡ như ông Tùng Dân. Nhưng mà điều đó lâu là không phải nó lâu cái chuyện xấu xa vậy. Nhưng mà nó cũng phải cách nó nói ha. Mà nhất là thứ đàn bà đó, nói ra phải đụng chạm đàn bà, còn tội nghiệp phụ nữ, nhất là người phụ nữ. Mà đàn ông mà nó có like cái gọi là đàn bà đó, chứ không phải là nói cái giới thứ ba nha. Gọi là thường thường tôi nói đàn ông mà cái tính đàn bà đó, chứ trò không nói là cái giới thứ ba. Thì nó cũng lo kiếm chuyện nó lôi ra. Thành ra ví dụ như tôi nghĩ ở cái bài giảng qua, tôi giảng bằng một cái thật tâm của tôi, chứ tôi đâu có nói gì đề cao mình. Mình nói à những cái vậy. Và cuộc sống tôi thấy rõ ràng nó như vậy, đó là bằng chứng là tôi là từng trải nghiệm này kia. Chứ tôi đâu nói tôi tốt đâu, tôi đề cao. Mà có người nào nó cũng cùng họ phan. Thế nói thầy Tài ơi, thầy nó comment vô cái trang mà Pháp Thoại Thích Thiện Tài, tôi thấy có mình nó comment. Thôi kệ đời mà, còn cái thứ mạng ảo mà hỏi không, mình á, mình cái mặt mình trường ra thật cái gì, sự thật nó cũng là ảo. Mà huống gì những cái người mà nó không trường mặt đó, nó làm cái mail nó còn ảo dữ nữa thì hết đâu mà mình ông đưa thơ, ôi. Ông đưa lại cho thầy, ông đưa cái này. Ôi giời. Sao gì đâu á? Dạ. Cái thái độ cái xe pick up đó họ phải lại đây lấy rồi đem xuống dưới. À, mấy họ đưa mấy thùng con? Họ đi xuống đi nghe con, xuống đi thầy các khách. Đi ngờ mà. Rồi lát nữa ghé lại không có. Có ở đây thôi đưa được. Có mì xào, có nấu thôi, để lát nữa là hai anh có sẵn đây đưa cho luôn cho. Cảm ơn chị Quang.